không cần phải lau dọn thường xuyên mà nhà tắm vẫn sáng bóng nhờ thêm vào nước tẩy rửa thứ này. Với mèo quạt này thì việc đánh rửa nhà tắm sẽ không còn là ác mộng nữa đâu. Nhà tắm toilet là nơi ẩm ướt nên dễ xuất hiện nấm mốc. Cho dù bạn dọn dẹp và đánh rửa cẩn thận nhưng nấm mốc vẫn cũng nhanh mọc lại. Để việc dọn dẹp không còn là nỗi khủng hoảng nữa, hãy áp dụng các mẹo sau. Chuẩn bị nước tẩy rửa, tinh bột loại bất kỳ, bột năng, bột đao, màng bọc thực phẩm, bàn chải. Cách làm: bước 1, trộn bột năng với nước tẩy rửa sao cho hỗn hợp đặt bánh lại. Bước 2, bôi hỗn hợp bột tẩy lên các khe tường gạch. Bước 3, dùng màng bọc thực phẩm phủ kín và chờ trong 5 phút. Bước 4, tháo màng bọc ra rồi dùng bàn chải cọ sạch, đánh rửa theo cách thông thường là được. Với cách làm này, việc đánh rửa nhà tắm không chỉ trở nên dễ dàng hơn mà còn sạch lâu hơn. Nhờ đó chúng ta sẽ không phải đánh rửa và dọn dẹp nhà tắm liên tục nữa. Trên đây là mẹo quạt tẩy rửa nhà tắm luôn bóng loáng, không cần phải dọn dẹp nhiều lần. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mình chào tạm biệt.